Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các anh em và tất cả các bạn đang theo dõi trên cái chương trình của mình trên kênh YouTube. Thưa tất cả các bạn, hôm nay thì mình có nhận được một cái inbox của một bạn, đó là cái hiện tượng mà chúng ta nuôi cây xanh ấy, thì nó bị sâu rỗng thân này và tự nhiên nó cứ mài bên thân ấy. Đấy, thì đây là một số các nguyên nhân nào để chúng ta có thể khắc phục cái điều này. Mình chia sẻ rất là ngắn video này thôi, rất là xúc tích để cho các bạn có thể là triển khai và điều trị ngay lập tức nhé. Khi mà chúng ta nuôi xanh, nuôi cây nói chung và đặc biệt là cây xanh thì là loại cây rất là khỏe, nhưng mà đôi khi mà nó mắc bệnh mà chúng ta lơ là, chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ rất là dễ là cái cây nó bỏ, nó chết đi, rất là phí. Thì tôi sẽ chia sẻ với bạn thì có hai cái nhóm bệnh chính thôi. Bệnh số 1 đó là bệnh sâu đục thân. Đấy. Thì sâu đục thân thì nó xuất phát từ khi các bạn mà tạo tác ấy, chúng ta nuôi không được tốt, tức là nuôi mà nó ít phân quá, nó không thiếu dinh dưỡng ấy, thì sâu nó tấn công rất là nhanh và nó ăn khoét sâu trong. Thì hoặc là do các bạn khi các bạn đục thao tác đục ấy, thì con sâu nó lại theo các mạch đấy nó lên nó đục thân. Và một số các cái nhóm bệnh nữa, nó thuộc là nấm ấy, nó cũng gây hại cây. Thì cái yếu tố đầu tiên thì các bạn cần phải lấy tay bạn ấn vào xem các cái bề mặt nó bị sọp hay không, tức là bên ngoài da, ngoài lớp da biểu bì của cây thì nó nhìn nó, chúng ta quan sát qua thì không thấy nhưng mà kỹ là các bạn lấy tay bạn gõ hoặc là lấy móng tay bạn véo nó ra thì tự nhiên là bị rộp bên trong, mà bên trong là nó rỗng hết đấy. Cái nguyên nhân thứ nữa là đó là các cái nguyên nhân khi mà các bạn cắt cây ở mùa hè, mùa nắng ấy, các bạn phơi lưng ra bên ngoài thì ngay lập tức nắng nó chiếu vào, nó gây rộp và nó bị tuột hết cái đoạn da đấy, dẫn đến là cây lâu ngày mà chúng ta nuôi lại thiếu chất, thiếu dinh dưỡng, không có cho ăn ấy, thì dẫn đến là cây nó sẽ bỏ cành và chết luôn cái đoạn đấy. Đấy, thì các bạn lưu ý có hai cái điểm này thôi. Thì cách khắc phục như sau. Yếu tố đầu tiên ấy, đây là cây phải đủ chất dinh dưỡng, phải nuôi thật mạnh, phải cho ăn thật tốt. Ở đây thì lưu ý các bạn nhé, nếu mà các bạn cho ăn mạnh quá mà dục tốc bất đạt thì cũng rất nguy hiểm. Cái cách ở đây như sau, các bạn dùng cho mình cái phân hữu cơ, đó là dùng phân bò, hoai mục hoặc là phân lợn, các bạn rắc lên trên, hoặc là các bạn dùng các cái phân dynamic của Úc ấy. Các bạn cho nó ăn mạnh lên, tưới nước vào đi, kể cả mùa đông này nhé, cho ăn mạnh để bắt đầu khi mà xuân, nó lập xuân rồi, nó ấm, cây nó cứ thế nó có lực, nó đẩy rất là nhanh để nó kéo, nó be hết cái sẹo ấy lại. Và tóm lại là nó giống như con người, thì con người ta phải, cơ thể phải khỏe mạnh thì nó kháng lại tất cả bệnh tật. Thì bạn phải làm ngay việc này cho mình và tưới nước dưỡng ẩm và quan sát nó. Và đặc biệt là cái khi mà cái bề mặt nó bị rỗng như vậy, da nó bị rộp này, thì các bạn lấy con dao hoặc là các bạn lấy cái dụng cụ của bạn cào nhẹ ra, lật hết toàn bộ các cái mặt đấy ra để cho nó phơi cái lõi bên trong ra. Thứ nhất là nó tránh bị ẩm thấp, ẩm ướt. Đấy, nó không bị nấm. Đấy, cái thứ hai là các bạn phô được ra như vậy thì bạn quan sát rất dễ, điều trị nó rất là dễ. Đây là một số các cái chia sẻ ngắn thôi, nhưng hy vọng các bạn ứng dụng luôn nó vào, không là nó lại ảnh hưởng đến cái chất lượng cây của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và thấy video này nó hữu ích cho bạn, hãy nhớ là bấm đăng ký kênh, chia sẻ video này và hãy ủng hộ tôi bằng cách là loan tỏa những cái kiến thức mà các bạn nhận được thông qua clip này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn thành công. Và hãy kết bạn Zalo với tôi là 0971286303 để chúng ta là bạn với nhau nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.